Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ vào một bài giảng tiếp theo ở trong cái chương trình ôn thi học kỳ 1 dành cho sinh lớp 4 của chúng ta. Đó là thầy hôm nay thầy sẽ tổng ôn tập về cái vấn đề đó là trung bình cộng của chúng ta. Thì đối với lại là chương trình lớp 4 của chúng ta, trung bình cộng, tổng hiệu đó là những dạng bài tập cực kỳ quan trọng và không thể thiếu được ở trong các cái kỳ thi cũng như là các cái phần kiến thức liên quan đến lớp 5. Vậy thì ở trong bài giảng này chúng ta sẽ ôn lại một cách toàn diện về cái vấn đề này nhé. Bây giờ ở đây thầy sẽ có dạng đầu tiên. Dạng số 1 là tìm trung bình cộng của các số. Nào, các bạn cần chú ý thầy sao? Ví dụ bây giờ chúng ta có các số là 2 và 16, trung bình cộng hai số đấy là bao nhiêu? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có như sau. Trung bình cộng của các số nha, thì nó sẽ bằng tổng các số đó chia cho số các số hạng. Được chưa? Và bây giờ thầy sẽ có ví dụ như sau. Trung bình cộng của, tìm trung bình cộng nào của các số này 34, 43, 52, 39. 34 này, 43 này, 52 này, 39 này. Được chưa? Vậy thì ta sẽ có như sau. Ta có lời giải này, các con chấp đề vào nhá. Ta có tổng các số là bao nhiêu? Tổng của mấy số? 1, 2, 3, 4. Tổng 4 số là 34 cộng 43 cộng 52 cộng 39 bằng bao nhiêu? 11, 14, 18, viết 8 nhân 1. Được chưa? 8, 12, 15, 16, 168. Đấy. Vậy thì trung bình cộng của bốn số này là bao nhiêu? Trung bình cộng của bốn số này chúng ta dĩ nhiên chúng ta lấy tổng số là 468 nhá. Ta chia cho số số hạng, tức là chúng ta có bốn số thì ta chia cho 4. Được chưa? 16 chia 4 được 4, 8 chia 4 được 2. Và lúc này các con sẽ có đáp số là bao nhiêu? Là 42. Rất đơn giản đúng không ạ? Từ cái phần kiến thức này, người ta có thể đưa ra các bài toán có lời văn như sau. Thầy có một cái ví dụ nữa như sau này. Các bạn chú ý nhé. Trung bình cộng của hai số là 36. Là 36. Tìm hai số biết số lớn gấp 3 lần số bé. Được chưa? Tìm hai số gấp 3 lần số bé. Được chưa nào? Đấy. Vậy thì chúng ta giải quyết như sau. Các bạn chú ý này. Ở đây thầy vừa nói rằng là trung bình cộng của các số thì bằng tổng các số đó chia số số hạng. Thì dĩ nhiên rằng tổng của chúng ta nó sẽ bằng trung bình cộng nhân với số các số hạng, đúng không ạ? Vậy thì trung bình cộng của hai số là 36, vậy chúng ta có tổng hai số là bao nhiêu? Tổng hai số là Tổng hai số chúng ta sẽ bằng 36 nhân 2. Đúng không ạ? Là bằng 72. Bây giờ ta có là số lớn thì gấp 3 lần số bé. Chúng ta sẽ có cái sơ đồ như sau. Số lớn của chúng ta sẽ là 1, 2, 3. Và số bé của chúng ta nó sẽ là như thế nào? 1 phần và tổng là 72. Đến đây giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ giải quyết đó là tổng số phần bằng nhau là bao nhiêu? Tổng số phần bằng nhau
nó sẽ là bao nhiêu? Tổng số bằng nhau ở đây nó sẽ là 72 chia cho mấy phần ạ? À sorry, 3 cộng với 1 bằng 4 phần. Chúng ta có 4 phần bằng nhau, được chưa nào? Tổng số bằng nhau đó là 3 cộng 1 bằng 4 phần. Cái thứ hai là sau khi có 4 phần rồi thì giá trị một phần sẽ là 72 chia 4. Ta sẽ có số lớn của chúng ta. Số lớn nó sẽ là 72 chia cho 4, đúng không ạ? Sau đó đây là giá trị một phần này, nhân với 3. 72 chia 4, 7 chia 4 được 1. 32 chia 4 được 8 là bằng 18. 18 nhân 3 là bằng 54. Đúng không ạ? Vậy thì số bé của chúng ta, số bé là bao nhiêu? Số bé của chúng ta đó là 54 chia 3. Đúng không nào? Bằng bao nhiêu? 18. Và lúc này chúng ta sẽ có đáp số là số lớn là bằng bao nhiêu, số bé là bằng bao nhiêu. Vậy thì ở trong cái dạng đầu tiên này, các bạn cần chú ý cho thầy là cái gì? Thứ nhất, ta có là trung bình cộng của các số thì bằng tổng chia cho số các số hạng. Đúng không ạ? Và ngược lại, sau khi có trung bình cộng của hai số, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có tổng của nó. Từ đó chúng ta sẽ tính được dựa vào các cái vấn đề liên quan đến bài toán của chúng ta. Thì đó là dạng đầu tiên, dạng đơn giản nhất. Thì những cái phần bài tập như này các bạn nên chú ý, chúng ta sẽ làm để không bị mất điểm, được chưa nào? Rồi bây giờ thầy trò chúng ta sẽ sang đến phần tiếp theo, dạng số 2 của chúng ta. Dạng 2 ở đây thì thầy sẽ có là trung bình cộng của dãy số cách đều. Được chưa? Trung bình cộng và dãy số cách đều, đây các bạn cần chú ý nhé. Thì chúng ta có như sau này. Trung bình cộng của dãy số cách đều ấy, thì nếu như chúng ta không va chạm với dạng bài tập này thì nó sẽ thành một cái bài rất là khó. Bởi vì chúng ta sẽ tính tổng của cái dãy số cách đều đấy, sau đó chúng ta chia số hạng thì nó rất là khó. Thì chúng ta đây có một cách như sau. Trung bình cộng của dãy số cách đều thì nó sẽ bằng số đầu cộng số cuối chia 2. Ở đây bất kể là cái trường hợp là dãy số của chúng ta nó có chẵn số hạng hay là có lẻ số hạng thì chúng ta vẫn áp dụng công thức này nhé. Ta có trung bình cộng của dãy số cách đều nó bằng số đầu cộng số cuối chia cho 2. Được chưa? Đấy, ví dụ như sau. Tìm trung bình cộng của dãy số sau. A 1 2 3 100 101. Thì lúc này ta sẽ có là trung bình cộng nó sẽ bằng bao nhiêu? 1 cộng với 101 ta chia cho mấy? Chia cho 2 bằng 51. B 3 6 9 306 309. Vậy ta sẽ có là trung bình cộng nó sẽ là bằng 3 cộng với 309 chia cho 2 bằng 312 chia 2. 31 chia 2 là 15. Được chưa nào? 15 nhân với 2 là 30 bằng 156. Đúng không ạ? Đấy. Trung bình cộng của dãy số cách đều của chúng ta thì nó đơn giản như thế thôi. Thầy có một cái ví dụ nữa như sau. Tìm năm số có trung bình cộng là bằng 155, biết số sau gấp đôi số liền trước. Một bài toán khác nha. Ok, thầy sẽ có một cái bài tập như này. Tìm 6 số tự nhiên. Bài tập khác nhé. Tìm 6 số tự nhiên. Được chưa nào? Biết hai số liền nhau hơn kém 8 đơn vị. Hơn kém
Biết hai số liền nhau hơn kém là 80 đơn vị. Và trung bình cộng của 6 sau đó là 360. Và trung bình cộng của 6 số đó là 360. Được chưa? Đó, đây là một cái bài tập liên quan đến trung bình cộng của dãy cách đều. Đấy. Các bạn chú ý nhé, tìm 6 số tự nhiên. Ta có 6 số cần tìm nó sẽ là bao nhiêu? Là A cộng với 80, A cộng 160, A cộng với 240, A cộng với 320, 1, 2, 3, 4, 5 và cuối cùng là A cộng 400. Đây là 6 số của chúng ta, được chưa? Vậy ta có là trung bình cộng của dãy số. Đây nó là một dãy số cách đều, đúng nào? Bằng bao nhiêu? 360. Thì có nghĩa là A cộng với A cộng với 400 chia cho 2, đúng không ạ? Tức là số đầu số cuối chia 2 bằng 360. Vậy thì A cộng A chia 2 là bằng A, 400 chia 2 là bằng 200, bằng 360. Hay là A của chúng ta nó sẽ bằng 160. Vậy chúng ta sẽ có kết luận như sau. Vậy 6 số của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu? 6 số của chúng ta đây nó sẽ là 160, 240, 320, 400, đúng không ạ? 480, 560, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, đây chính là 6 số của chúng ta. Và đề bài người ta ra một cái dạng bài tập đó là tìm 6 số tự nhiên, hai số liền nhau thì hơn kém nhau là 8 đơn vị. Và trung bình cộng của 6 số đó là 360. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải gọi rằng là các cái số cần tìm là A, A cộng 80, A cộng 60 đến A 100 là 6 số cần tìm. Do là trung bình cộng của cái dãy này là dãy cách đều bằng 360 nên số đầu số cuối chia 2 bằng 360. Từ đó chúng ta tính được A và từ A đó chúng ta sẽ tính được 6 số cần tìm. Thì đây là một ví dụ rất là đặc trưng cho cái phần tìm trung bình cộng của dãy cách đều. Các con chú ý nhé. Thì ở trong nội dung bài giảng này thì các bạn lưu ý cho thầy nhé. Đó là cái phần tìm số trung bình cộng và trung bình cộng của dãy cách đều. Đấy. Thì ở trong bộ bài giảng tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về bài toán nâng cao về trung bình cộng. Đó là bằng trung bình cộng, nhiều hơn trung bình cộng và ít hơn trung bình cộng. Thì đó là những cái dạng bài tập sử dụng sơ đồ, dạng bài tập khá là quan trọng của chúng ta. Đấy, thì trong bài giảng hôm nay thầy cho chúng ta tạm dừng ở đây. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài giảng tiếp theo.